Ai, đúng là một ngày trong lành. Ủa, cái tiếng gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ôi, ơi, sao tự nhiên? Ơi, em bé zombie, em làm gì vậy? Ủa, em muốn kết bạn hả? Ai, nhưng mà không được làm vậy người ta giận mất. Nè, để anh chỉ cho nha. Ok, bài học đầu tiên, ai cũng thích được ôm hết trơn hết, cho nên thấy bạn dân lạng kia không? Bây giờ tới ôm bạn đi, ok? Rồi, ôm cái nè. Ê, à, hay lắm, hay lắm. Ôi, ôm mày mạnh quá, ôm mày mạnh quá.